Cái xe nội thất mà các bác bị nước vào ấy, vào trần hoặc là vào sàn nỉ đấy, thì các bác có thể tham khảo những cái chiếc như chiếc xe này đây. Thì chiếc xe này nó có bị thấm nước nha các bác nhá. Đấy, nó bị dột nước. Thì với chiếc xe này bên em về bên em đã phải tháo bung hết cả trần này. Đấy. Đây, các bác thấy trần này, tháo toàn bộ ghế này và sàn xe ra phơi khô. Đấy. Thì hôm nay là bắt đầu anh em kỹ thuật bắt đầu khô rồi, anh em bắt đầu kỹ thuật lắp ráp lại đấy, để mà làm sạch và đánh sạch và là cho nó khô hết được cái xe này, nó không còn mùi hôi nữa. Thì phải xử lý rất là mất thời gian các bạn, tháo gần như là trơ hết, tháo hết ốp nhựa ra đấy, và bây giờ lắp lại. Với con xe Innova này nó tuổi đời đã hơn chục năm rồi đấy, thì các bác phải thấy là tất cả những cái vị trí khi mà nó bị thấm nước kìa, nó sẽ bị rỉ sét hết nha các bác nhá. Đấy. Nên là các bác nào mà sử dụng xe thì nên để ý mình có mái che, hoặc là các bác để ý khi mà đóng cửa xe ấy, thì để ý xem cửa kính đã lên hết chưa. Bác chủ này là quên có cái cửa ngồi sau này, có trẻ con ngồi sau, thế là lúc đóng cửa ấy thì là kính của nó hơi hở mép, nó không lên hết, và mưa sau một trận mưa to thì sàn xe đã là ngấm hết rồi. Nhưng mà bác không lau sạch hết đi và bác cứ để thì ở dưới nó là sàn nỉ. Đấy, trên này nó là sàn da nhưng mà dưới là sàn nỉ, thì nó sẽ bị ngấm theo cái mép này xuống cái sàn nỉ, nó hôi, là nó bốc mùi hôi ở cái sàn nỉ lên các bác nhá. Đấy, bác nào mà cần làm bất kỳ dịch vụ gì cho xe ô tô của mình thì có thể qua Gala các bác nhá.